chào tất cả các bác. Ngày hôm nay bên Hiền Thanh âm thanh bái này lên một cái video thập cẩm tất cả các loại đẩy liền vang Đấy giá rất là rẻ và hợp lý, hợp túi tiền dành cho tất cả các bác là những người điều kiện kinh tế khó khăn Cũng như là những bác là những người điều kiện kinh tế khá giả Tất cả các bác ai cũng có thể mua được Và trên video ngày hôm nay thì có rất nhiều các mặt hàng, có rất nhiều các mã, các sản phẩm rất là ngon luôn các bác ạ à, Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy không Hôm trước em có một con Samsung Con... Uh... Samsung LK900A các bác ạ Một à, con là cực kỳ độc, cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam Đấy hôm trước là có một con không ra tiếng các bác nhé Em đã bán cho tất cả anh em với giá là 850 thì phải Đây các bác thợ chốt về để sửa chữa lại các bác à, nghe chơi đây, Và ở đây thì có một con duy nhất thì các bác này Con này là hoạt động hoàn hảo luôn đấy, Các bác nhìn bên mạch của nó xịn sò không Đấy biến áp của nó này Đấy, Và bên dưới này nó chạy một cái sò SK À, STK nó to bằng uh, 3 ngón tay như thế này các bác Nó to lắm Đấy, Và con này thì các bác có thể nhìn thấy bên mạch của nó còn rất là đẹp Con này là ruột gan là đẹp hết các bác nhá, Ruột gan đẹp hết Dòng này của nó là được uh, sản xuất Và lắp ráp tại uh, uh, Hàn Quốc các bác ạ Made in uh, Korea Các bác nhìn thấy không Đấy điện của nó là điện 220V Con này của nó công suất đạt khá là đỉnh các bác ạ 400W không phải dạng thường đâu à, Và các bác nhìn này Nó có cả đường mic màu này Tất cả các cổng ăn chơi này Ví dụ như đây là đường uh, âm thanh input này đây, audio này tất cả các cổng ăn chơi nhé đây là đường a uh, with in này in hai này và có rất nhiều các cổng là led out này uh, tiếp out này đây, cái này của nó là rất nhiều uh, chức năng đây, đây là hai cổng loa cổng l và cổng r con này của nó là hiện tại bây giờ là chạy ở cái ngưỡng là tầm khoảng 8 ohm các bác nhá đây, và chỗ này của nó là mic thì cắm đằng sau nó có cả low mic là hai cả mic Đó. con này thì các bác nhìn thấy là con này rất là đẹp rất là xịn sò luôn đây, và ở đây các bác có thể nhìn thấy là ruột gan của nó thì quá là sáng bóng, rất là, quá là đẹp Như con này thì à, em uh, Thanh Lý ở đầu like để uh, tất cả các bác chúng ta uh, ủng hộ uh, bên Hiệt Thanh âm thanh bái Một con duy nhất Samsung của Hàn Quốc, Đấy, rất hiếm có, rất là ít khi gặp được Đấy, Mặt mũi của nó thì quá đẹp, bật đèn phát các bác nhìn thấy không? Đây tắt đi này, thấy không? Trời ơi Con này của nó thì đây là vết nước các bác nhé, đây là nước nhá Anh em thợ vừa lau bụi cho nên là nó sẽ có những cái vết nước thôi bình thường con này của nó mặt mũi khá là đẹp các bạn đấy bật phát lên luôn đây là vết nước hết các bạn ạ đây, nhìn này đây là tất cả nước nhá anh em thọ lau nó đang bẩn à, thấy không con này thì anh em có thể về đánh với lại những cái dòng loa bô à, những cái dòng loa bmb 252 hoặc là những cái dòng loa công suất nhỏ công suất của nó đạt maximum chỉ là 400 w nhưng mà tiếng tăm của nó khá là ok à, con này đẹp đấy các bác ạ mic này à, nhạc này đấy, mên tổng này đấy, bật lên phát các bác nhìn này đẹp không quá đẹp luôn con này thì uh, ưu tiên cho các bác ở đầu like nhé à, Với giá cho anh em là 1 triệu uh, 300 nghìn Đấy, Chạy ok, Đấy, mọi thứ là hoạt động ok Đấy, Ưu tiên cho các bác nào nổ tài khoản trước là em sẽ chốt cho các bác Đấy, Ưu tiên nhá 1 triệu 300 nghìn đồng Đấy, Vừa bán vừa à, kỷ niệm cho tất cả các bác Đấy, Và một con thứ hai Đấy, Em giới thiệu đến tất cả các bác đó chính là một siêu đẩy uh, Với thương hiệu là Mengo các bác biết thừa là Mingo nó là thương hiệu ở đâu rồi đúng không đây mặt kính của nó đang bẩn này em thọ chưa lau chùi đâu gs 8300 ka ba mặt mũi đây và các bác có thể nhìn thấy là à, con này của nó mặt của nó rất là đẹp Đấy, trông như là một chiếc âm ly nghe nhạc đây là to nhỏ của mic này đây là to nhỏ của nhạc này Đấy, và ở uh, mặt phía trước các bạn mặt phía trước thì nó có cả hệ thống uh, music tone này đây là chỉnh bát chép của mic này Đấy, đây là bát uh, chép chung uh, của uh, của, của nhạc này đây là nhạc này đây là mic này đấy echo này delay repeat này đấy bass mic này cable này có echo này đấy một hai ba cổng mic này mặt mũi của nó thì phai nhôm nó nha đấy cái kính này của nó anh em thọ chưa lau chưa vệ sinh nên này các bác nhìn thấy là trông nó có vẻ nó hơi bụi đấy còn riêng cái logo này của nó thì à, thường thường là nó sẽ bị rơi man xịn các bác nha man xịn Đấy, một thương hiệu hàng hãng rất là đắt tiền đấy, và nó đang sử dụng một biến áp nguồn xuyến size 3 u và các bác có thể nhìn thấy nội thất của nó đây Hiện tại bây giờ là con này của nó là đang chạy là 12 sò trường của bác nhá. 12 sò trường. Đấy và 8 phép bù áp. Tức là nó tương đương với là một con đẩy 16 sò hoặc là một con đẩy 20 sò. Đấy, và với con này thì nó có một cái hay nó có hệ thống chip giải mã về à, âm thanh đấy, chip giải mã chip về e đấy, là tất cả con này của nó echo đi ghi thổ hệ thống giải mã đi ghi thổ và các bác nhìn bên mạch này đấy, tất cả của nó là còn đẹp lắm các bác ơi Đấy, biến áp này, hệ thống tụ này. Tụ nó thì chạy hai cái tụ rất là lớn, là to như cổ tay các bạn to như là cái cổ tay luôn. Đấy, hai tụ rất lớn và tất cả bên mạch của nó còn nguyên zin hết các bác nhá. Con này thì công suất của nó đạt rất là cao. Ừ. các bác có thể nhìn thấy đây là cái công suất của nó đây. Đấy, các bác nhá. công suất của nó con này là hiện tại bây giờ em xem nào. Đấy, các bác nhìn này. Nó có cả điện 120 cho đến 220V này, 220 cho đến 240V này. Đấy con này của nó thì công suất là à, đạt cho các bác là 5 mắc của nó là 500W một kênh các bác ạ <laughs> con này của nó đạt mắc 500W một kênh bởi vì nếu 12 sò trường mà chạy thêm 8 bù áp thì nó đạt khoảng 500 còn nếu các bác đánh những cái dòng loa full à, 40 à, full 30 côn 76 quay đầu là rất là ok bên câu nó là hàng hãng xịn các bác nha À, các bác có thể à, biết được là kể cả từ loa bên gâu các bác này loa của bên gâu này à, nó có cả nguyên cả combo đây là hàng em tháo phòng ta các bác ạ hàng tháo phòng đây có cả đường mic này đấy EQ in EQ out đấy music đấy mà Mingo thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nó sản xuất theo toàn bộ một cái công nghệ của châu Âu và à, hàng hãng rất là nổi tiếng của Đài Loan các bác nhá anh em ai biết về con này thì các bác cũng cảm thấy là rất là hài lòng với sản phẩm này vừa đẹp vừa hay đấy, và các bác có thể mua một à, chiếc đẩy lên vang như thế này thì các bác không cần phải mua thêm vang nữa Đồng này của nó thì tiếng tăm rất là hay luôn các bác đấy, tiếng tăm rất là đã đây các bác nhìn đây, ruột gan đây. Bên mạch của nó thì còn quá đẹp luôn các nhá. Đấy, và à, mặt phía trước ở đây này. Đấy và một số con là cái logo này của nó các bác này là nó bị uh, rơi. Đấy, thì em uh, nói luôn là cái logo này của nó là thường thường nó sẽ bị rơi ta nhá. Đấy, cái chữ này. Đấy, cái chữ này của nó có thể bóc ra được các bác ạ. Đấy con này thì em đang để cho các bác với giá là 2 triệu 800 000 đồng một con men gâu. Đấy đánh loa 30 được, đánh loa 40 được. Đây và các bác nhìn hệ thống công suất của nó thì ngang phân với một con đẩy à, 16 hoặc là 20 so Đấy, và các bác mua với giá 2 triệu 800 nghìn đồng Đấy, em bao ship cho tất cả các bác trên toàn quốc và các cái bác nhìn cái biến áp của nó này biến áp của nó thì nó là size 3 u các bác nhá anh em ai lấy con này em để cho các bác với giá 2 triệu 8 bao ship bao sống bao chạy bao ngon luôn cho tất cả các bác luôn miền gầu một thương hiệu rất đẳng cấp và nó về kèm theo đó là một cái lu loa các bác nhá một lu loa của nó đây cho các bác xem qua đây Đấy, dòng loa này của nó là loa miền gầu ba đường tiếng các bác ạ đây một uh, con loa chung của nó to lắm các bác ơi đấy mã này của nó là mã lò s 900 nhá đây một chạy một chung này con này của nó là loa bốn đường tiếng nhá một uh, giải chung này đấy, một giải siêu chép này một giải uh, chép giải cao này và một bát này, bát của bên gầu các bác biết rồi bát này của nó là lò s 900 con này thì đánh thì những cái dòng loa b b tầm khoảng tám năm mươi với lại uh, những cái dòng loa 900C là không có cửa ăn Và các bác nhìn bên mạch đột trang của nó Để cho các bác uh, thấy này Đấy, biến áp của nó thì à, thấy cái phần tần của nó toàn bộ là chạy thụ sở pipsin của Mỹ luôn. Đấy, con này có nó bốn đường tiếng riêng biệt các bác nhé. Và quay trở lại với lại uh, uh, một con tiếp theo. Em sẽ để cho các bác một con uh, uh, này đi, một con Zana. Uh, uh, Zana nó là của hãng Audio King các bác nhá. Các bác nhìn biểu tượng của Audio King này. đấy Con này là Audio King, con này cũng là Audio King. Đấy, dòng này thì các bác nhìn thấy là mặt mũi của nó hai con giống nhau con này thì của nó là km 90 700 nghìn b đây mặt của nó là mặt màu vàng đồng 3D các bác ạ à. tức là các bác nhìn chéo chéo này nó ra màu vàng và mà nhìn à, thẳng là nó ra màu đen Đấy, gọi là mặt màu vàng đồng 3D Đấy, và trên này của nó có hệ thống đèn nháy rất đẹp này các bác nhìn thấy không Đấy, mặt mũi là anh em thọ chưa vệ sinh nhá chưa lau chùi và các bác nhìn thấy con này thì nó đánh những dòng la công suất nhỏ Đấy, công suất vừa phải bên mạch của nó thì rất là đẹp Đấy, con này của nó hiện tại bây giờ nó đang chạy uh, 4 sò uh, Toshiba lớn và 4 uh, uh, Phép các bác nhá, 4 phép bù áp. Đấy và anh em có thể nhìn thấy đây chính là cái khu vực phía sau của nó đây. Khu vực phía sau thì nó đầy đủ tất cả. Đấy, dây điện của nó là nó bị tuột ra các bác này. Con này là đóng vào là chạy ok thôi. Các bác ạ. Đây, các bác nhìn đây là phía sau đây, đầy đủ nhá. Cổng uh, âm thanh vào này, đây là cổng âm thanh ra này. Đây, các bác nhìn thấy không? À, rất đẹp, con này của nó công suất là 300W, 150W một kênh Các bác có thể đánh được những dòng loa bô, những dòng loa B1B công suất vừa phải à, Bao sống, bao chạy, bao ngon cho các bác luôn Riêng con này à, thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 600 nghìn đồng một con à, Con này y chu trước các thứ ngon lành các bác ạ. Có hệ thống nâng tiếng này, đầu nét ở đây Hệ thống nâng tiếng à, và tất cả những tính năng y à, chu này à, Chỉnh toàn bộ bằng tay, rất đẹp Con này của nó là để cho anh em với giá 1 triệu 6 À, Zana Đấy, nó chính là con audio king hàng hãng và ở đây em hiện còn một con nữa nó cũng là audio king con này của nó là as 6200 a đẩy liền vang các bác nhá các bác gọi là âm ly cũng được các bác gọi là đẩy liền vang cũng được đây, và con này của nó ruột gan nó cũng khá là bể thế các bác ạ con này thì công suất nó lớn hơn một chút các bác nhá công suất lớn hơn một chút đây, và à, với con này thì các bác có thể nhìn thấy là phía sau của nó đây à, con này của nó cũng là 300W các bạn ạ, không phải là lớn hơn đâu. Con này của nó cũng là 300W. Đấy 150W một kênh. Đấy còn công suất uh, chuẩn của nó là 145, bao giờ nó cũng có cái số uh, giảm. Đấy 145W một kênh. Đấy, con này của nó em cũng thanh lý cho các bác đồng giá luôn là 1 triệu uh, uh, 600 000 đồng các bác nhá. 1 triệu 600 000 đồng với mức giá rất là hợp lý luôn các bác nhá. Đấy, và các bác ai xem con nào, các bác nhìn cho nó kỹ, sau đó là các bác sẽ chụp lại màn hình để các bác báo cho em. Đấy, con này có nó con audio king as 6200 nghìn hai trăm a và uh, các bác ơi anh em ai mà lấy con nào uh, tốt nhất là ghi cái tờ giấy đi em ơi uh, ai mà lấy con nào thì uh, các bác uh, uh, cho em hiển xin một cái uh, hình ảnh và cái comment đây cắm điện cho các bác xem con này này uh, bật đèn phát là nó nóng điện này đây, đèn này của nó là có volume nhá có điện nha uh, con này của nó là có dvd này vcd VCR này chuyển cửa này các bác cắm cửa nào thì các bác nhìn vcr thì Các bác ấn vào đây đó, là nó sẽ có tín hiệu Đấy, và hệ thống uh, quạt tản nhiệt bù áp, nó kia cái thứ nó rất là quy mô, rất là bài bản luôn. Con này cũng để cho các bác với giá triệu sáu luôn các bác nhá. Và tiếp theo một con cuối cùng ở trên video ngày hôm nay đó là một con uh, siêu uh, đẩy điểm vang Đấy, Nagaki, một thương hiệu đến từ Nhật và dòng này các bác biết rồi. Đấy, con này thì nó quá là hoành tráng. Trời ơi một cái biến áp của nó các bác này, này biến áp này, cái biến áp này còn là biến áp cách ly các bác nhá. Đấy, con này của nó là hàng cao cấp đắt tiền. Con này rất nặng luôn. Con này nặng lắm các bác ạ. Đấy, nó chạy hai cái tụ uh, tụt com của Mỹ, uh, Mỹ này. Đấy, hai tụ tụ com của Mỹ. Con này thì hiện tại bây giờ nó chạy 8 sò trường các bác ạ. 8 sò trường và uh, có bốn bù áp tao nhé nhá. Công suất con này của nó thì đạt uh, cho tất cả các bác là 350 W một kênh. Các bác nhìn cái biến áp của nó rất là khủng khiếp. Đấy, 350 W một kênh. Và bây giờ thì cho các bác xem qua về khu vực phía sau ở đây, đây. Phía sau của nó là 1, 2, 3, 4 cầu loa nhé. Đấy, 4 cầu loa. và nó có cả đường in này. Đấy, đường out này. Có cả đường rách này. Có được cả đường line này. Rách là đường thu âm, ghi âm. Đường line là đường truyền sang tín hiệu. Và sang cái cửa khác các bạn. Đó. Và ở đây có khả thể là chạy được cả 4 ôm. các bác ạ. Chạy được cả 4 ôm. A cộng B là xuống hẳn 3 ôm. Còn đánh 8 ôm thì nó lại quá nhàn nữa các bác. Đánh thấp thì nó mới khó. Chứ đánh cao thì nó thật các bác là quá dễ. Đấy, các bác nhé. Con này của nó công suất 350W một kênh cả 8 ôm Các bác đánh những dòng loa full uh, uh, 25 full 30. Đấy, thậm chí là những cái dòng loa full 40 nhưng mà côn cool nhỏ thôi các bác ạ. Còn các bác mà chơi những cái dòng uh, loa gióng, loa đóng mà có loại côn cool to đùng thì em khuyên các bác là không nên sử dụng con này. Đấy, mên mạch của nó ruột gan có trông quá đẹp biến áp của nó này các bác nhìn thấy không Đấy, riêng con này thì uh, nó chạy hai lớp tụ một lớp tụ bên này Đấy, lý do tại sao nó đạt được đến 350W một kênh bởi vì nó chạy hai lớp tụ một lớp tụ bên này và một lớp tụ bên này Đấy, hai tụ nhá hiện tại bây giờ nó đang chạy một cái điện áp là 80 v 10.000 mi Đấy, tương đương với lại một con đẩy tầm khoảng 16 sáu so. các bác ạ Đấy, rất mạnh mẽ à, con này thì em để cho các bác với giá vừa bán vừa tặng này hai triệu rưỡi mặt mũi đẹp tất cả cái này của nó là anh em thọ trước khi gửi đi này Đấy, đây là vẫn còn băng keo các nhá anh em thọ chưa vệ sinh đâu đây là tất cả những nút này nó nút băng keo Đấy, để cho các bác với giá như này rất là hợp lý rồi con này là con số 5 là con Nagaki E250 đây, Con này còn là con số 4 Đấy, Audio King uh, uh, AS6200A <laughs> Đấy, Và con này con con Zana à, Nó cũng là Audio King Đấy, Con số 3 Đấy, KM uh, 7000B Đấy, Các bác nhé Và một con Main Các bác ạ Đấy, cái đấy nó tuột cái nắp ra, không vấn đề gì. Đấy, con Mingo. Này ừ, là CS8300A. Đây, con này của nó thì đặt công suất của nó mắc của nó là 1.000 10 watt các con nhé Con này con số 2 và một con thanh lý cho các bác ở video đầu tiên. Đó chính là con Samsung xịn của Korea. Đấy con số 1. Đấy các bác nhá. Samsung à, uh, LD cái A900A. Tất cả các bác ai mà xem video uh, thấy em Hiền giới thiệu rõ ràng chi tiết rành mạch, các bác cho em Hiền xin một like, uh, một đăng ký kênh và uh, các bác uh, nhớ là các bác chụp lại hình ảnh để em Hiền sẽ giới thiệu cho tất cả các bác từng bậc con từng con một đấy bốn này năm này hai này một và con kia của nó là sẽ là con số 3 à, anh em xem video thì cho em hiển xin một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo và một hai hôm nữa thì em sẽ làm một cái video đấy giới thiệu về cái dòng loa bốn đường tiếng mango xịn đấy giá rẻ như loa giống luôn đây các bác nhìn đây này mango xịn nhá đấy, và cả đẩy liền vang của mango luôn đấy, các bác ạ combo giá rất là hợp lý rất là rẻ xin được kính chào tất cả các bác nhé